Thưa quý vị, Hạ viện sắp biểu quyết về giảm thuế. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan vào hôm 5 tháng 9 cho biết, để có thể tránh được việc chính phủ bị đóng cửa vì thiếu tiền trong những tuần tới, và Hạ viện sẽ bỏ phiếu vào trong tháng này về một vòng cắt giảm thuế nữa. Không ai được lợi cả, ông Ryan nói với các phóng viên khi được hỏi về khả năng chính phủ đóng cửa mà Tổng thống Donald Trump đã ám chỉ xa gần. Ông Ryan cũng cho biết thêm rằng trong tháng 9 này, Hạ viện sẽ biểu quyết để biến luật cắt giảm tạm thời 1.100 tỷ Mỹ Kim thuế cho các cá nhân, gia đình và các công ty tư trở thành vĩnh viễn. Luật này vốn sẽ hết hạn vào năm 2025.